Ui ở dưới có người này, vãi cả trời này, chạy đi đâu? Ô anh ơi, thôi thôi thôi, ui, ơ, thêm quả nữa. Ô chắc là không sao đâu mà mình ngồi đây rồi. Ui, mà cay anh em ạ. Cô ơi, có thu mua sát điện thoại không? Cháu vừa đập hư mẹ điện thoại. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em một xíu đi về cái sự kiện đấy là tranh thẻ giật quà nhá. Đây hiện tại thì để tham gia cái sự kiện này thì các bạn sẽ cần mua những cái tấm vé. Và ok, các bạn lựa chọn một cái món mà anh em muốn mua. Sau đấy thì anh em hãy nhanh tay đập càng nhiều vé càng tốt, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được món đồ đấy nha. Nó giống kiểu như là đấu giá anh em ạ. Mình sẽ mua hẳn 100 vé đi, để cơ hội gọi là nhận được đồ nó cao hơn. Anh em nào ít tiền có thể là anh em mua ít vé thôi. Rồi nha mọi người nha. Để mình xem là có gì hot không đã. Thì ở đây là... đấy, gói trang phục độc quyền Ngộ Không này. Ui, mua thật nhiều vào anh em ạ. Phải mua nhiều vào, các bạn có nhiều huy hiệu thì khả năng ăn được nó sẽ cao hơn. Nữa này, mua nữa luôn anh em ơi. Cứ phải khô máu anh em ạ. Yes, như vậy là mình đã trúng cái gói độc quyền của nhân vật Ngộ Không. Ngoài ra thì hành động cắm cờ cũng đang rất là hot, anh em có thể là rút thẻ cái hành động này. Còn mình có rồi nên là thôi. Ok. Uầy. Đấy, gói Tề Thiên Đại Thánh luôn. Cái gói này hiện tại thì không được bán trong shop nha anh em ơi. Đấy, vật phẩm hiếm nên là mình mua luôn chứ ngại gì nhỉ. Phải nói là khi mà mặc cái bộ trang phục này vào chắc chắn là Ngộ Không nó sẽ ngầu hơn rất là nhiều rồi. Anh em thấy chưa ạ? Đủ xịn so chưa ạ? Từ từ anh em ơi, tôi làm quả hành động cắm cờ cái nhỉ. Đấy, như thế này cho nó máu này. Vâng, hành động cắm cờ này thì anh em thấy không ạ? Nó rất là nổi bật luôn, tức là nó sẽ giữ một cái khoảng thời gian nhất định. Và ngoài ra thì trên cái lá cờ này nó còn có tên của anh em nữa cơ mà. Đấy. Dựng cờ phát biến thành Ngộ Không. Úi dồi ôi, mấy thanh niên gọi là bu vào anh em ở đấy. Thôi xong. Úi dồi, tí nữa anh em tìm tôi, anh em giết tôi thì thôi 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 toa anh em ạ. Mình không có ý định khoe đồ nhá. Rồi như vậy thì ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em về cái sự kiện, hướng dẫn luôn anh em nhá. Sự kiện rút thẻ đấy, thật ra nó cũng khá là hên xui. Nhưng mà như thế này, anh em mua thì nó sẽ rẻ hơn ở ngoài rất là nhiều. Ui, đấy là anh em gọi là khô máu nhá. Anh em lựa chọn món đồ mình thích, sau đấy là anh em cứ đập tiền vào thôi nhở. Vãi cả trưởng, mà không hiểu sao thanh niên này nó lại chơi thâm thế anh em. Thế là tôi lại phải ra ngoài này. Cái đậu xanh mày làm gì ở đây? À đây rồi. Tưởng chạy đâu cơ. Oh man. Ra đây. Ui ra đây. Xong vỡ đầu. Ok ngon lành nha mọi người. Uầy, là bạn đầu tiên có được cây X18 này. Các bạn thấy phê không ạ? Các bạn thấy ngon không ạ? Riêng kẹo thì kẹo thấy rất là ổn nhá. Vâng, khá là tuyệt vời nhỉ. Chúng ta một cây Ska này, một cây X18 này. Ngon lành chứ đừng đùa anh em ơi. Rồi nha mọi người, hiện tại thì mình không có bom keo nên là đang cầm lựu đạn xương xương vậy thôi. Cái đậu xanh này, thanh niên này nó đứng yên à, nên là bắn nhẹ cái vỡ đầu. Ui vãi trưởng, anh ơi đừng, anh ơi đừng, anh làm gì em đấy, em sợ vãi lúa thật nhở. Từ từ anh em ơi. Ui đừng, đừng, anh em cứ làm gì tôi đấy, tôi sợ. Rồi nha, ở trên làm gì nhau. Ui làm gì nhau, có giỏi xuống đây. Đậu xanh anh em ạ. Rồi nha. Mày này, úi dồi ôi, úi dồi ôi, chạy đi đâu. Chạy đi đâu con sâu kia. Ui, ăn được thằng này hơi khó anh em. Tôi tranh thủ tôi lút đồ đã. Và ai lúa thằng bé cứ canh tôi anh em, thế này hơi toàng. Cẩn thận thì anh em ơi, nó canh mình thế là mình rất là dễ bị toàng ấy. Đấy, nham hiểm phết nhờ, đừng đùa công ạ. Rồi nha bạn ơi, từ từ mình lút đồ đã, làm gì căng bạn. Đậu xanh nhỉ. Ui, thế làm sao. Ê, làm sao xuống đây. Anh lại sợ chủ quá. Thôi anh em ơi, nói chung là không nên chơi với mấy cái thằng như vậy, nên là tôi đi thôi. Có gì nếu mà nó còn sống thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Chứ còn là nó ở trên nhà nó canh như thế, mình bom keo chả có. Vâng, hiện tại thì mình đã lượm được 4 chén bom keo rồi. Kinh nghiệm lượm lặt đồ mà lại đúng không.
À đủ. Cái gì kia, thanh niên nào kia làm gì đấy, lượm thính à? Mày xuống lượm thính này, bố láo ăn cắp này làm sao hả? Mới mày tưởng là mày so hơn sao mày ngon này. Ui, để coi xem là nó chạy đi đâu anh em. Úi rồi này, làm sao đấy, làm sao đấy hả? À, anh lại sợ chú quá cơ, anh sợ chú quá. Ui vãi trưởng, vãi trưởng, bạn đây đừng, bạn đây đừng, đừng bắn mình, thấy mình sợ. Má anh em ạ. Rồi các bạn, từ từ nhá. Tôi phải quấn máu đã, pha này căng vậy. Thật sự là pha này hơi căng luôn anh em ơi. Tôi quấn máu xong rồi. Đậu xanh đang canh cái thằng này. Mẹ thằng kia nó cứ chạy vào nó bắn tôi anh em. Khó chịu ghê nhỉ. Mày này làm sao hả? Yes, 3 kill. Nó cứ rình nó ăn mình thôi anh em. Thế còn là một đứa ở dưới đâu? Hóng nào. Tôi không biết là cái thằng ở dưới này nó đâu rồi nữa anh em. Thôi chạy vào trong này coi này. Đậu xanh. Trong này cũng không có. Ủa chạy đâu kinh thế, anh lại sợ chú quá cơ anh em. Ui rất nhiều đồ nhá. Ui vãi trưởng, đừng 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 bạn, đừng bắn mình thế, mình sợ. Mai anh em nhìn kìa, nó tính làm gì tôi đấy, có giỏi ra đây. Từ từ anh em ạ, tôi xem nó làm gì tôi. Ui đừng đừng bạn ơi, sao bạn lại câu lựu thế, mình sợ. Có giỏi bạn ra đây xem nào. Ui lại lựu à, phải cả trưởng. Thế còn lựu không? Ông còn lựu không? Mình thì mình không câu lựu lên phía trên, đơn giản là khoảng cách nó xa quá. Ở trên kia thì nó hơi dốc xuống nên là chúng nó có thể câu lựu vào. Ui vãi trời. Gì nữa đây, lại thanh niên này nữa hả? Full cây hồng luôn hả? Má bộ trang phục ở trông trông kiểu nó lại cứ thế nào anh em nhỉ? Nó cứ dẹo dẹo nhỉ? Ai lại mặc full bộ trang phục màu hồng thế nhỉ? Ví dụ anh em thích thì anh em mặc, còn tôi đàn ông con trai ai lại mặc cái bộ trang phục đấy. Lâu lâu kiểu gặp mấy thằng nó mặc bộ trang phục tuổi hồng thơ ngây, mình trông mình kiểu dị ứng vãi chưởng mọi người. Yes. Có giáp này. Ui làm quả giáp trúng nổ này. Ngon luôn. Hình như là thằng kia nó cứ tính gạ team up tôi anh em ạ. À tao thấy mày rồi, tao thấy mày rồi. Mày sau thẳng đá đúng không? Mày tính gạ team up tao đúng không? À đủ, làm sao đấy hả em ơi, từ từ anh em ạ. Cho mày ăn trái lựu này. Úi rồi ôi, chạy đi đâu. Chạy đi đâu này. Ui ui ui, cái gì đấy? Ném lựu à? Sợ quá anh em. Nó ném lựu tôi chứ. Ui rồi ôi. Bạn ơi chừa nhá, chừa nhá. Lần sau đừng thế nhá bạn ơi. Mình sợ bạn quá cơ. Ok, vứt bớt đồ ra ngoài và chúng ta có thêm được 5 kem mà. Ui vãi, đừng, đừng, anh đừng. Sợ thật anh em ạ. Vãi cả chừa. Đây tôi còn máu đã. Vãi lúa nhỉ. Mày làm gì đấy hả? Ui, thằng bé này. Dựa một keo nhanh thật. Từ từ nha anh em, nó dựa một keo nhanh phết. Đâm ra mình hơi sợ nhỉ. Thế làm sao? Làm sao cơ? Làm gì đấy? Bạn ơi, bạn làm gì đấy? Đừng, 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 đừng. Ui dồi ôi, tôi bật bụi cỏ lên chôn địch xíu anh em, nó không nhìn thấy tôi. Mãi nó mới nhìn thấy này. Nên là chơi cũng không rất là vui nha. Hiện tại thì mình mới mở được cái bộ trang phục độc quyền của Ngộ Không nên là mình sẽ chơi dài dài thôi. Ngày trước thì kiểu như là nghèo anh em, không có tiền mua. Thế nên là tôi mua mỗi Ngộ Không à. Còn bây giờ là mới sở hữu thêm cái bộ trang phục độc quyền. Đấy. Và hiện tại trong trận đấu của chúng ta là còn lại 13 thanh niên nhá. Vâng, mình let's go qua đây xíu đi. Xem có gì đấy. Ui, rất nhiều đạn súng trường nhá. Ôi mà ở đây nó nhiều bông keo vãi. Ui dồi ôi, lại ngon rồi, lại có thêm bông keo rồi. Thế là mình không lo nhá. Ok, lượm thêm máu cái mà. 6 túi máu, 3 trái bông keo. 3 trái là cũng hơi ít đấy anh em ạ. Tranh thủ kiếm thêm nhỉ. Ui dồi ôi, cái gì đấy? Anh đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy? Anh qua đây đúng không? Nó tính qua đây nó sơ mình rồi. Được rồi, chuẩn bị tâm lý anh em ấy. Cầm sẵn MP40 nhá. À mày giỏi mày lên đấy, mày giỏi mày lên đấy. Mày lên đây này. Ui nó lên thật. Vãi cả trưởng. Mày lên thật thế à? Giỡn xíu anh. Anh lên thật à? Thế thì mình vừa cho nó toang rồi đấy anh em. Ok nha. Còn máu cái. Mà thanh niên trông có vẻ nguy hiểm thế, tôi lại sợ nó nhờ anh em. Sợ chứ. Thôi không sao, chúng ta vẫn đang còn sống nhưng mà lo gì anh em. Hiện tại thì mình đã có được 7 kill rồi nhá. Ok luôn. Tranh thủ lượm thêm mấy cái trang bị này. Oh man. Vứt bớt đạn đi, lượm thêm bom keo. Đấy mới là điều hợp lý anh em. Rồi nhá. Vậy là mình có 6 bom keo rồi cơ. Thế này thoải mái rồi. Anh em ơi, chơi game anh em cứ lượm nhiều bom keo cho mình nhá.
Rồi nha, chúng ta qua đây và ơ vãi cả trưởng bắn nhau à? Từ từ bạn ơi làm gì đấy? Ơ bạn ơi, bạn bạn làm gì đấy? Từ từ mình qua có vui với. Ui, bạn ơi bạn làm gì đấy? Bạn ơi, bạn làm gì đấy? Ô đừng đừng đừng. Cái đậu xanh. Căng đấy anh em ạ. Phía sau có thằng nào bắn tôi à? Ồ, từ từ anh em mới đang cuốn máu này. Vãi trưởng nhỉ. Ai, ăn lựu đạn đi này. Mày ăn lựu đạn này. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, chạy chạy làm sao được. Ơ, nó không sao cả anh em ạ. À, chỗ đấy ngay phía tảng đá. Thằng ở ngoài bây giờ mình còn chưa thấy rõ nó đang ở đâu cơ. Thế này thì chắc chắn là khó ăn rồi. Vậy nên là từ từ anh em với tôi cứ ở trong thôi. Ma nhỉ, nguy hiểm nhỉ. Ui, bạn này đừng. Bạn này đừng. Đừng bạn, ui. Mình sợ bạn quá cơ, mình sợ bạn quá cơ. Yes, biến bụi cây, sương sương. Ấy, đừng đừng, anh đừng làm thế, em sợ. Ui, gì đấy? Gì đấy? Ok luôn. Mấy cái thằng này nó tưởng tôi chơi gà anh em ạ, chơi ngộ không ấy. Nói chung là lâu lâu tôi biến bụi cây tôi cho địch xíu thôi. Mà mấy thằng cứ cứ tưởng mình gọi là chơi ngáo ấy. Rồi này, người đâu? Còn lại ba đứa. Chắc là mình nhờ xuống dưới tạm đi nhá. Xuống dưới tạm dưới này đi kiếm kill thôi. Ui bạn ơi đừng. Ui anh đừng. Anh. Ui rồi ôi. Nói chung là tôi nhận ra một điều ấy là mỗi lần các bạn sợ ấy là các bạn sẽ kiểu như là gọi mấy thằng địch là anh em ấy, kiểu như là anh ơi đừng đừng bắn em sợ kiểu kiểu đấy. Còn hai đứa nhá. Rồi còn máu đã. Ô gì đấy? Ở trên bắn nhau à? Lên thôi nghe mu rồi lên ăn hôi này. Làm sao bắn nhau ở đâu? Ui vãi trưởng. Bên này à? Ngay trước mặt này. Thôi xong rồi. Dựng quả bằng keo ngáo vãi rồi anh em ơi, từ 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 cuốn máu đã. Cuốn máu đã nhá. Ui ở dưới có người này. Vãi cả trời này. Chạy đi đâu? Ô anh ơi. Thôi thôi thôi. Ui. Thêm quả nữa. Ô chắc chắc là không sao đâu mà mình ngồi đây rồi. Ui. Mà. Cay anh em ạ. Cô ơi, có thu mua sát điện thoại không? Cho vừa đập hư mẹ điện thoại.